Quấn như thế này là các bác biết là zin hay là không zin này, hàng xịn này thì không xịn này. Chính audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác cặp loa Bo 121 nhé các bác nhé. Cặp loa này thì em về từ mấy hôm trước về đây, mà giờ này công việc của em khá là bận nên là em chưa làm cái video được. Cặp này em đã test rồi, đã vệ sinh qua rồi nha các bác nhé. Cặp này thì hình thức rất là đẹp ạ, nó cũng có một chút vết một chút. Đây em sẽ tháo cái lưới ra trước, đây các bác xem này, đây là cái mặt trên của nó ạ, đây là cái lưới. Cặp này thì các bác đặt cũng được, các bác treo cũng được ạ. Hiện tại thì em có cả cái chân giá để treo luôn nha các bác nhé, mà các bác đặt bàn cũng được hết luôn. Các bác có kệ tủ, đặt kệ tủ cũng được. Đây ạ, đây là mặt loa này các bác này, em để như này cho các bác xem. Mặt loa rất là đẹp luôn. Đây là lưới ạ, đây em sẽ xoay xuôi chữ. Lưới rất là đẹp, không hề có một vết gì. Lưới chỉ cũng không hề bị sổ nhé các bác nhé. Đây cái phía sau của nó này còn đẹp nguyên, vàng óng các bác nhé. Đây là một cái, và đây là một cái nữa. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Còn đây là về loa, em sẽ quay giống những cái đôi 101 nhé các bác nhé. Em sẽ quay từng con một để cho các bác có thể cảm nhận được. Thế sẽ thấy được cái, đây là mặt trước của loa đây. Đây các bác xem màng loa đây, màng loa rất là đẹp luôn. Nhìn nó mới có luôn nha các bác nhé. Đây mặt trước đây, đây nó có cái chữ bồ nha các bác nhé. Đây là cái lỗ thông hơi ạ. Ở bốn cái góc này có bốn cái nút cao su để nắp cái lưới vào đấy ạ. Đây là cái mặt trên của nó này, rất là đẹp luôn ạ. Con này thì nó bên ngoài nó có dán một cái lớp xi mini nha các bác nhé. Lớp xi mini đây, đây là lớp xi mini đấy. Đây là cái mặt bên hồi này, rất là đẹp các bác thấy không ạ, rất là đẹp luôn. Đây em để nùi con bên này ra rồi, nó cứ vướng vướng vào phía bên hồi này, phía đằng sau này rất là đẹp luôn. Hai cái vị trí này là hai cái vị trí bắt ốc nha các bác nhé, bắt ốc để treo giá đấy ạ. Đây hai con ốc này là hai vị trí bắt ốc để treo giá, và đây nó có hai cái nút ở đây, hai cái nút ở đây các bác này. Cái nút này nó cũng để người ta làm cái lỗ sẵn nhá, thì cũng để bắt ốc, bắt ốc treo cái giá đấy, bắt ốc treo cái giá đấy. Con này số seri đuôi là 212 nha các bác nhé. Để em quay cái cầu này thì các bác có thể là cắm cái rắc bắp chuối, hoặc là các bác xoáy nó lên. Đây các bác có thể xoáy nó lên. Đấy, xoáy nó lên rồi nó có lỗ ở đây, các bác cài dây vào. Đấy, mã đấy ạ, Bo 121. Con này có chia nép và roi. Công suất RMS là 60W nha các bác nhé. Với lại trở kháng là 6 ohm. Đấy, trở kháng 6 ohm. Đây, seri là 212 đấy ạ. Seri 212. Đấy, sau rất là đẹp. Con này là như hãng nói là cái này người ta mạ cái vàng đấy các bạn. Đây phía bên hồi bên này, phía bên hồi bên này thì có một chỗ này hơi bị vảy một chút, không ảnh hưởng gì nhé các bạn nhé, rất là đẹp. Hơi bị vảy một chút đấy. Đấy, tí nữa em sẽ mở một con loa ra để các bác xem cái phía bên trong của nó. Con này là cổ từ kép nha các bác nhé, con này cổ từ kép. Con này cân nặng của nó là 4 cân, 4 cân hơn 4 cân đấy ạ. Đây con bên này đấy ạ, mặt trước đấy ạ. Đây là loa này các bác nhìn này, rất là đẹp. Gần rất là đẹp luôn, gần màng rất đẹp.
Đây là con à đây là chữ bô này. Đấy. Đây là mặt trên này các bác này. Đây là mặt trên ạ. Đây là bên hồi. Cái này người ta dán như kiểu nó giả gỗ ấy ạ. Các bác mà chơi loa bô biết cái cặp bô bộ 363. 363 nó ghép giữa con 121 này với con 242 các bác nhá. Thì nó cũng thành một bộ 363 hoặc là cái sẽ có một bộ 363 nguyên. Đây là bên hồ bên mặt bên trên này ạ. Và đây là bên hồ bên này. Còn bên này thì hồ bên này đẹp nha các bác nhá. Nó hơi có một tí xước xước ở đây. Các bác có nhìn thấy không ạ? Đây. Chỗ tay em chỉ này, em phải quay gần như này các bác mới thấy được đấy. Không ảnh hưởng gì. Còn con bên kia thì nó hơi bị vảnh một chút. Đây phía mặt sau đấy. Đây là phía mặt sau. Rất là đẹp luôn. Đây ốc bắt đây. Đây để em cầm quay xuôi. Nó đi để cho các bác xem. Đây bô 121, số seri con này là 343 nha các bác nhá. Số seri 343 nhá. Đấy, số seri 343 đấy ạ. Đấy, giờ em đây là khi mà em lắp cái bộ chân của nó vào nha các bác nhá. Các bác có thể để như thế này hoặc các bác có thể treo ngược lên phía bên trên trần được ạ. Các bác có thể treo ngược lên trên trần được nha các bác nhá. Đấy, treo trần hay là treo vào tường được hết. Đây ạ, em sẽ quay gần để cho các bác xem. Đây, các bác có thể treo ngược đi như này cũng được. Đây, các bác có thể treo ngược đi như này cũng được. Và cái này, các bác xoáy nỏng nó ra. Đấy, các bác xoáy nỏng nó ra. Các bác xoay vào như này, các bác bắt vào tường. Để vuông nó như này ạ. Đây. Các bác để vuông như thế này. Đấy. Các bác để vuông như thế này là các bác có thể quay. Treo cái này vào tường. Xoáy khóa cái này vào. Đây. Đây em sẽ cầm một tay lên. Đây các bác có thể treo lên tường như này. Đây nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác có thể treo xuôi treo ngược được hết. Có thể để đứng như thế này cũng được. Bây giờ em sẽ tháo một con ra nhá các bác nhá. Em sẽ tháo ở phía bên trong một con ra để cho các bác có thể xem được. Đây nha các bác nhá, em vừa ấy tháo nó ra rồi đấy ạ. Đây là cái củ loa của nó này. Các bác có thể thấy này. Đây em sẽ xin phép để lên trên này nhá. Đây là cái màng loa này các bác này. Ở bên trong đây nó có một cái khử từ nhá, chụp khử từ và một cái cục nam châm phía bên trong này nữa. Ở đây nó bắt một cái ốc ở phía bên trong này đấy ạ. Và đây là cái màng loa của nó này. Đây là cái mặt màng loa và gân loa. Gân này bằng vải nhé các bác nhé. Gân này là dạng gân vải nên là bền thoải mái. Đây ạ. Các bác nhìn cái đi cuốn như thế này là các bác biết là zin hay là không zin này. Hàng xịn này thì không xịn này. Đây chữ nghĩa này. Đây để em xoay cái này đi em quay cho nó dễ. Đấy ạ, chữ nghĩa đấy. Các bác nhìn thấy chưa ạ? Nét căng. Con này từ ngày 18 tháng 7 năm 1994 nha các bác nhé. Con này từ năm 94. Mã xương của nó là 133074P. Đấy, 133074P. Vành đấy ạ. Đây là vành xương loa đấy ạ. Đây loa cuốn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nặng 4 cân. Kích thước thì chỗ này khoảng độ 17 phân này. Này khoảng độ 25. Trên này khoảng độ 25. Và cao khoảng độ là gần 20 phân nha các bác nhé. Đấy ạ. Này, loa thì có vậy thôi.
Đấy, thì em sẽ có cái video em test nó sau. Cặp này thì em đã test hết rồi. Thì em sẽ báo giá cái cặp này luôn. Là cặp này bác nào thích thì em sẽ giao lưu với các bác giá là 3.800.000, 3.800.000 cho các bác nhé. Cặp này là em sẽ có chân giá đi kèm kia. Bác nào thích chân giá đi kèm thì thêm cho em giúp em là 1.000.000 nữa chân giá chính hãng, chân giá màu đen kia nhé các bác nhé. Chân giá màu đen đấy. Còn cái con sao linh này thì em đang sạc pin để test. Đấy. Thì em xin phép kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu mến, ủng hộ, đăng ký và theo dõi cái kênh của em. Em xin chào, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.